nhổ xong ống vách thép bên ngoài, vẫn chưa đưa được thi thể bé Hạo Nam lên. Sáng ngày 15 tháng 1, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp thông tin về việc lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nỗ lực hoàn thành các phương án đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất. Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp cho biết, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 năm 2023, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các lực lượng liên quan dùng cần cẩu 80 tấn, nhổ ống vách đường kính 1,6 m được đóng bao quanh cọc bê tông bé Hạo Nam bị rơi xuống trước đó. Do địa chất khu vực hiện trường bất lợi, để nhổ được ống vách thép đã đóng sâu xuống lòng đất, lực lượng cứu hộ phải dùng cọc ván thép 18 m dùng hạ để phá ma sát giữa đất với ống vách rồi nhổ ống vách thép lên. Trong đêm ngày 14 tháng 1, lực lượng đã đào đất trong lòng hố, kết hợp bơm dung dịch betonin nhằm chống lở vách ở phía dưới khung vây ván thép để triển khai các bước cứu hộ tiếp theo. Theo lực lượng cứu hộ cứu nạn, công tác đào đất quanh vị trí cọc bê tông bé Hạo Nam bị tai nạn vẫn rất khó khăn vì địa chất đất sét dẻo cứng bám chặt thiết bị. Dù rất nỗ lực nhưng việc triển khai phương án cứu nạn cứu hộ mất rất nhiều thời gian. Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp thông tin thêm, trong ngày 14 tháng 1, lực lượng cứu hộ đã tiếp tục đào đất bằng gầu cạp kết hợp cầu ngoạm bên ngoài ống vách. Đồng thời cắt xong bao đầu cọc bê tông hạ và đang hàn lắp đặt khung chống ở tầng 6. Trong quá trình thực hiện cứu hộ cứu nạn, cần cẩu 80 tấn bị trục trặc đường ống dẫn dầu, tổ điều hành tại công trường phải điều động hai nhóm thợ, một nhóm từ công trường lân cận sang để sửa chữa và một nhóm từ thành phố Hồ Chí Minh xuống để trực bảo trì đảm bảo cho cần cẩu hoạt động liên tục. Như Hoàng Châu Channel đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 55 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, bé thai Lý Hạo Nam bị rơi xuống cọc bê tông có đường kính rỗng 25 cm, sâu 35 m của cầu Dọc Sen thuộc dự án xây dựng tuyến đường DT857 qua địa bàn ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Mặc dù lực lượng công nhân công trình nỗ lực tìm cách đưa bé lên nhưng bất thành, sau đó lực lượng cứu hộ cứu nạn được đưa đến hiện trường để thực hiện cứu hộ bé Hạo Nam. Dù đã dùng rất nhiều phương án và nỗ lực cứu hộ xuyên đêm với rất nhiều máy móc thiết bị và nhiều chuyên gia được huy động đến hiện trường cứu hộ, nhưng đến chiều ngày 4 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thông tin bé Hạo Nam đã tử vong. Đến 11 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2023, tức gần 15 ngày triển khai nhiều phương án cứu hộ, cứu nạn, nhưng lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa thể đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi cọc bê tông để đưa về gia đình an táng. Liên quan đến vụ việc bé Hạo Nam rơi xuống cọc bê tông sâu 35 m, Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp thông tin vụ tai nạn tại công trình cầu Rọc Sen do sở này làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp là đơn vị quản lý dự án, Huyện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải là đơn vị giám sát thi công xây dựng, nhà thầu thi công công trình là liên danh công ty cổ phần công trình cầu Phà, thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông TNT.